Xin chào các bạn. Thì hôm nay thì mình xin hướng dẫn cho các bạn một cái bài như trên màn hình đây. Thì cái bước đầu tiên thì mình sẽ làm về background trước nha. Thì bình thường thì mình sẽ hay làm về text. Còn trong bài này thì mình đổi một chút, mình sẽ làm về background trước. Thì cái đầu tiên này, các bạn có thể sẽ không biết những cái miếng như thế này thì sẽ là như thế nào. Thì mình có đây. Thì mình lên Google nha. Thì mình sẽ tìm kiếm cái key tên là bainbridge-vanagon này. Bainbridge-vanagon. Đây, đây nha các bạn, thì các bạn sẽ tải những cái như bên này này. Đấy, các bạn có thể download về. Thì mình có chuẩn bị sẵn này. Mình có chuẩn bị sẵn để khỏi mất thời gian của các bạn đây. Thì mình sẽ tải về như sau. Thì trong này thì nó có khoảng tầm đâu 3, 4, 5, nó có 7 cái nha các bạn. Thì mình sẽ cắt cái này ra 7 cái. Rồi mình sẽ làm như sau. Rồi, tạm thời mình để như này đi. Mình sẽ cắt những cái này ra làm 7 phần nha. Rồi. Bạn Ctrl T để mở rộng vùng chọn nha, còn để kéo vùng chọn nha. Đây, khi mình kết xong là mình nhấn Ctrl T này để mình kéo vùng chọn cái này nè, nó to ra. Năm rồi nha các bạn, vậy là hai cái này nữa là đủ nha. Cái này thì mình thấy ở trên này nó bị hỏng nè các bạn, thì mình có thể xóa luôn. Thì mình có thể nhân đôi từ thằng này, mình kéo qua, thì mình sẽ nhấn Alt nha các bạn, mình nhấn Alt này, mình kéo qua. Các bạn muốn mà khi mình Alt mà mình kéo qua này nó thẳng ngang thì các bạn kết hợp cho mình thêm Shift nữa nha. Đấy, thì nó sẽ kéo qua nó thẳng ngang luôn. Rồi. Rồi, ok. Coi như là mình đã làm xong cái này rồi. Thì tiếp theo thì nhiệm vụ của mình là mình sẽ tải những cái chất liệu này nè. Thì trong này sẽ bao gồm 4 chất liệu. Cái thứ nhất là màu xanh này, mà màu xanh green, màu xanh blue, đỏ, chất liệu vàng và thêm một chất liệu về da beo nữa. Thì mình sẽ làm như sau. Thì mình sẽ làm vào cái này trước nha. Cái này sẽ là kim tuyến màu đỏ này. Thì mình sẽ có là Red Glitter Tester nha các bạn. Mình sẽ gõ như sau. Đấy. Các bạn chỉ cần chuột phải. Rồi mình sao chép hình ảnh thôi. Các bạn lưu ý trả vào chỗ này một lần nữa nha, để nó chọn đúng vào cái layer này. Rồi mình nhấn Ctrl V nha các bạn. Rồi, mình chỉ cần Ctrl V đi. Rồi mình sẽ nhấn chuột phải này. Các bạn lưu ý nha, layer tester phải nằm ở trên cái layer background. Đấy, nhấn chuột phải, mình nhấn Create Clip Image đây. Đấy, thì nó sẽ ok, thì nó sẽ vào rồi. Tiếp theo sẽ là vào cái thứ 6 nha các bạn. Này, cái ô thứ 6 mình sẽ nhân đôi thằng này là tiếp. Mình sẽ nhấn coi xem thằng này đang ở vị trí layer số mấy. Đây, nó là layer số 6 luôn, thì mình Ctrl V vào. Rồi, mình chuột phải, mình lại clip in mask. Đấy, các bạn lưu ý là layer tester phải nằm trên layer background nha. Rồi, tiếp theo sẽ là green nha các bạn, green. Đây, mình chọn một cái bất kỳ đi.
Rồi, cái này cũng là nằm ở vị trí cuối cùng này, thì mình sẽ nhấn vào chỗ này, mình chọn vào chỗ này xem nó nằm ở vị trí số mấy. Nó thì nó đang nằm ở vị trí này nha. Các bạn Ctrl V ra một lần nữa. Đấy. Rồi tiếp theo sẽ là cái mình làm cái blue này nha các bạn. Rồi bây giờ thì sẽ tới là màu vàng, và trong màu vàng này nó có kết hợp da beo nha các bạn. Trong màu vàng này nó sẽ có kết hợp da beo thì nó sẽ làm như sau. Thì đầu tiên thì các bạn cứ tải cho mình cái yellow glitter đi. Rồi giả sử là cái này đi, mình lấy cái này nha. Thì cái chỗ này á, nó sẽ có thêm một phần của da beo nữa, thì cái chỗ này nó sẽ hơi khó hơn so với những cái thông thường ở đây. Thì mình sẽ tải một cái da beo nữa nha, da beo mình sẽ ghi là lưu bát. Rồi giả sử thì mình cứ chọn lại một cái đi, giả sử mình chọn cái này đi cho nó lớn cho các bạn xem cho nó dễ nha. Rồi mình sẽ Ctrl V vào này. Rồi thì như vậy thì nó đã chia đi cái màu vàng kim tuyến của chúng ta rồi. Thì lúc này nha, các bạn sẽ tạo cho mình một cái layer mask riêng này. Rồi các bạn sẽ nhấn vào brush nha. Rồi các bạn chọn cho mình một cái brush bên dưới này. Đây, cái brush này nha. Rồi mình sẽ tăng lên, mình sẽ tăng size lên. Rồi vì cái brush này là brush trắng nên mình muốn xóa đi cái này thì mình sẽ chọn brush đen nha. Rồi mình sẽ chọn brush đen. Thì hiện tại chỗ flow đây của mình thì nó đang 38, thì mình muốn tăng lên cái độ đậm nhạt của nó thì các bạn muốn tăng như thế nào cực tùy các bạn nha. Mình sẽ chọn lại chỗ đây là màu đen này. Đấy các bạn thấy không? Đấy, thì có nghĩa là mình đã chia đi rồi, mình chia đi cái lớp da beo này, và chính vì mình chia đi bớt thì đậm đen nó lại xuất hiện cái màu vàng ở bên dưới xuất hiện lên tương tự cá bên này nha. Thì mình Ctrl V đã chèn cái da beo vào nè. Rồi mình click in mask, xong mình lại nhấn vào brush layer mask, rồi mình lại chọn brush nha các bạn. Rồi rồi xong nha các bạn. Đấy, tạm thời thì cái background này thì mình sẽ làm xong rồi. Mình sẽ gộp những thằng này lại với nhau nha. Mình sẽ gộp những thằng này lại với nhau bằng cách là nhấn Ctrl G. Ctrl G nha các bạn. Các bạn phải ship những thằng này lại với nhau, rồi các bạn nhấn Ctrl G giúp mình. Rồi các bạn có thể đặt tên chỗ này là background. Rồi thì bây giờ tiếp theo của mình là mình sẽ làm về cái chữ nha các bạn. Thì cái font chữ này có tên là Dr. Soul luôn nha các bạn. Thì các bạn tải chỗ này, mình có chuẩn bị sẵn rồi. Thì cái việc cài cái font này vào Photoshop cũng rất là dễ nha. Các bạn chỉ việc nhấn vào chỗ này. Rồi. Rồi các bạn nhấn vào Install nha. Rồi cái này thì mình đã có rồi. Cái này thì mình đã có rồi. Dưới này nó có một cái phiên bản nó mạnh hơn này các bạn. Nó line này, line này nó mạnh hơn. Thì mình chưa cài phiên bản mạnh hơn thì mình cài thì nó chấp nhận nha. Rồi thì mình sẽ ghi phông chữ như, mình sẽ ghi cái chữ như sau. Các bạn khi mà tải vào thì các bạn gõ đúng cái tên của cái chữ vào chỗ này. Mình sẽ gõ như sau.
Rồi, tạm thời thì cái chỗ đây của mình này, khoảng cách giữa các hàng thì nó hơi khít này các bạn, thì các bạn có thể nhấn vào chỗ này nha. Thì nếu mà các bạn nhấn không có cái icon này thì các bạn có thể nhấn vào window này, các bạn chọn giúp mình là character nha, thì nó sẽ xuất hiện chỗ này. Rồi, đây là khoảng cách giữa các hàng này, thì mình nhấn chỗ này, mình chọn có 60 đi. Thì 60 thì mình thấy nó hơi 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 rộng quá. Rồi, có 48 nha. Còn cái này thì mình thấy nó đang là căn giữa nha các bạn, thì các bạn nhấn vào chỗ này, các bạn Ctrl E giúp mình. Rồi, để chọn hết tất cả các chữ đó. Rồi các bạn căn giữa cho mình nha. Rồi ok, các bạn là căn giữa rồi. Rồi, thì mình thấy là cái font này nó to hơn này, cái từ rít này nó lại to hơn so với cái những cái chữ trên này, thì mình sẽ chọn nó là 72. Và mình tra khoảng cách giữa thằng này thì nó sẽ xe hơn một chút. Thôi mình nghĩ là cỡ 62 là được rồi. 60 đi, ok. Rồi, thì bây giờ tới này này thì các bạn thấy nha, nó sẽ có một cái stroke trắng nha. Stroke trắng thì mình sẽ vào layer style này. Các bạn nhấn vào stroke. Rồi các bạn tăng giùm mình là màu trắng nha, các bạn chỗ này chọn chỗ này giùm màu trắng giùm mình. Rồi ok. Rồi. Rồi sau khi chúng ta ok rồi thì chỗ này nè các bạn, nó có một cái drop shadow nha. Nó có một cái drop shadow thì cái chỗ này á mình sẽ group thằng này lại với nhau nha. Mình sẽ group thằng này. Rồi, khi mà mình group thằng này này thì mình lại tiếp tục nhấn vào effect này, chúng ta chọn drop shadow. Rồi, chúng ta sẽ chọn là màu xám nha. Như vậy chúng ta sẽ nhấn ok thì nó sẽ xong. Thì ở đây thì chắc các bạn đôi khi sẽ thắc mắc là tại sao ngay từ bước này chúng ta không bật stroke luôn mà chúng ta lại group cái thằng này lại với nhau, chúng ta mới drop shadow. Thì mình sẽ giải thích như sau nha. Thì bây giờ giả sử như này, khi mà mình kéo cái drop shadow này vào cái thằng test này thì chuyện gì thì xảy ra nha, các bạn xem này. Bây giờ thay thế vào đây, mình kéo xuống lại này. Đấy. Thì các bạn thấy không? Thì cái drop shadow, để mình tắt background cho các bạn xem nha. Mình bật một cái background khác lên cho các bạn xem. Đấy. Thì các bạn thấy không? Thì cái drop shadow này này chính là cái bóng của cái từ này thôi. Chứ cái bóng này nó không có bao gồm cả cái stroke trong này. Đấy, còn khi mà mình gộp group lại với nhau rồi ấy thì cái drop shadow này này nó hiểu là là trong cái group này có một cái đối tượng bao gồm là test và stroke, thì nó sẽ drop, nó có một cái bóng bao gồm cả về test lẫn cả cái stroke trong này luôn. Đấy, thì cái bóng trong này nó sẽ đầy hơn, cái bóng khi chúng ta group ấy thì nó sẽ đầy hơn rất là nhiều. Đấy các bạn thấy không? Này, khi mà mình đưa cái thằng drop này xuống này thì cái bóng của chúng ta sẽ rất là nhỏ, tại vì cái bóng này là chỉ là cái bóng của cái test thôi chứ không có bao gồm cả stroke. Còn khi mình đưa lên này đấy, thì nó là bao hàm luôn cả stroke và test. Đấy các bạn lưu ý chỗ này nha. Rồi thì tiếp theo thì chúng ta chỉ cần làm những chi tiết phụ thôi nha các bạn. Cứ làm chúng ta làm artwork này thì các bạn lên mạng á, bạn lên Google á, gõ cho mình là Doctor Show Reading Book nha. Đây thì các bạn có thấy được hình này thì mình không có BDG đây thì mình sẽ tải hình này vào luôn. Rồi mình sẽ tải hình này vào, rồi mình sẽ cắt giùm cho các bạn luôn nha. Rồi các bạn giả sử như các bạn nhấn W này, các bạn nhấn W chỗ này, rồi các bạn chọn cho mình chỗ này nha. Rồi các bạn nhấn delete đi, các bạn cứ nhấn delete cho mình, bạn nhấn delete. Đấy, thì khi mà chúng ta nhấn delete đấy thì tại vì chỗ này nó có cái lỗ hổng mà các bạn. Nè các bạn nhìn này, cái artwork này ban đầu nó đã có cái lỗ hổng ngay chỗ này rồi. Nên đâm ra là khi chúng ta chọn vào cái này, chúng ta chọn một màu á, chúng ta xóa một màu này thì nó đã
chèn vào cái lỗ hổng này và nó đã xóa luôn cái khuôn mặt của Dr. Soul này. Thì nhiệm vụ của chúng ta làm lại cũng rất đơn giản thôi các bạn. Rồi. Thì đầu tiên này, các bạn nhìn vào cái hình góc này, các bạn phân tích này là thằng Dr. Soul này nó có một cái lớp chót đúng không? Thì các bạn cứ tăng cho nó một cái lớp chót chút đi. Rồi, khi là có nghĩa là chúng ta đã fill được một cái đoạn chính chỗ này rồi. Rồi chúng ta sẽ nhấn OK đây. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tạo một cái layer tiếp theo bên dưới nha. Rồi, bên dưới cái thằng layer này. Rồi chúng ta chỉ việc dùng lại cái brush tròn. Rồi chúng ta chọn một cái màu trắng. Chúng ta fill vào cái mặt của Dr. Soul. Rồi đấy, thì như vậy là chúng ta đã fill đầy rồi. Thì khi mà chúng ta fill đầy rồi, chúng ta gộp lại thằng này lại với nhau đi. Đây, chúng ta nhấn Ctrl E nha, hạt chuột phải, chọn và merge layer này. Đấy, chúng ta gộp hai thằng này lại thành một layer. Tiếp theo sẽ là cái thằng nhân vật màu cam này nha. Thằng nhân vật màu cam này sẽ có tên là Dr. Soloras BNG nha các bạn. Đây. Nó này các bạn. Rồi, giả sử như chúng ta thấy cái màu cam này nó không có được đậm lắm á, thì chúng ta có thể chọn vào chỗ này nha. Các bạn có thể nhấn vào level này. Rồi, các bạn nhấn clip in mask giùm mình nha. Rồi, các bạn tăng cái độ đậm của nó lên một chút này. Đấy. Rồi. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong rồi này. Đấy. Còn giả sử như chúng ta thấy background này nó hơi tối thì chúng ta có thể nhấn vào chúng ta chọn là Bright and Contrast nha, thì chúng ta tăng độ sáng lên cho nó. Đấy. Cũng như là độ tươi đi, độ tươi thì chúng mình sẽ chọn vào Vibrant này hoặc là Hue Solution nha. Đấy. Rồi tiếp theo còn cái cuối cùng nữa là vào những cái lấp lánh này này các bạn, đó gọi là Sparkle nha. Thì ở cái bài hướng dẫn thì mình có ghi là các bạn có thể tải ghi là Glitter BNG cũng được, hoặc là Sparkle cũng được, nhưng mà cái này tốt nhất là chúng ta nên dùng brush nha. Rồi, như mình thì mình cũng có một brush sẵn rồi. Đây, mình đặt là Sparkle rồi. Thì khi mà chúng ta tạo và brush sẵn rồi thì chúng ta cái việc đánh là chúng ta nó sẽ dễ dàng hơn nha. À, nó nằm ở một clone stem rồi, để mình chọn lại. Rồi, như vậy thì chúng ta đã kết thúc một cái bài tập về chuyên về clip in mask nha.